Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và hỗ trợ từ cấp trên, từ cuối năm 2023 đến nay, xã đã dành kinh phí gần 140 tỷ đồng, mở rộng 6 tuyến đường trục chính, đường giao thông nông thôn với gần 7 km đường. Hầu hết các tuyến đường được trải asphalt, làm cống hộp, cống ngầm, đảm bảo tiêu thoát nước. Đạt được kết quả trên là do xã làm tốt công tác tuyên truyền, từ đó tạo sự đồng thuận của gần 40 hộ dân hiến đất ở, công trình trên đất và nhiều hộ có đất nông nghiệp sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Từ nay đến năm 2025, xã tiếp tục dành kinh phí xây dựng 2 nhà văn hóa ở 2 thôn, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, mở rộng trường học.